Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 đã dần khép lại, để lại những dấu ấn khó quên đối với thành phố Tam Kỳ trên chặng đường phát triển. Giữa những khó khăn, trở ngại lớn do đại dịch COVID-19, Tam Kỳ đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, cán đích với kết quả ấn tượng. Đó là thành quả lý tưởng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tự tin bước tiếp năm 2023 và những năm tiếp theo. Chuyên đề cuối năm 2022 của thành phố Tam Kỳ, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh của một năm qua. Khép lại năm 2022, Tam Kỳ có 12 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế thành phố phục hồi và phát triển khởi sắc sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Giá trị ngành thương mại dịch vụ ước đạt 21.857 tỷ đồng, bằng 101,88% kế hoạch, tăng 14,62% so với năm 2021. Trong đó, thương mại dịch vụ kinh doanh ước đạt 15.139 tỷ đồng, tăng 19,58% so với năm ngoái. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 8.758 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 16,75% so với cùng kỳ. Tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn thành phố đạt 1.720 tỷ đồng. Chính quyền thành phố đã linh hoạt trong chỉ đạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, nên các doanh nghiệp trên địa bàn đã tích cực phục hồi sản xuất, tập trung thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra và đạt dấu ấn tăng trưởng cao. Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2022 của đơn vị là hoàn thành 100% mục tiêu chất lượng của tổng công ty giao. Trong đó, doanh thu thực hiện được 295 tỷ đồng, đạt được 100% kế hoạch. Các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp là phải tăng tốc từ đầu năm. Và ngay tại thời điểm này, chúng tôi cũng đang tăng tốc để mà xuất những cái đơn hàng cuối năm cho các khách. Nhờ vào cái việc mà chúng tôi quản lý, cải tiến kỹ thuật, thay đổi máy móc, cũng như cái lượng hàng hóa dồi dào. Trong năm này thì doanh thu của chúng tôi đã tăng được 20% so với năm 2021. Thực hiện nhiệm vụ đột phá, thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại 1, nhất là chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế, hạ tầng đô thị. Thành phố cũng đã hoàn chỉnh dự thảo đề án về cơ chế chính sách xây dựng phát triển đô thị tỉnh lỵ trực thuộc tỉnh Quảng Nam, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai 24 dự án khớp nối hạ tầng đô thị. Thành phố tập trung nguồn lực, đầu tư mạnh hạ tầng đô thị tỉnh lỵ, nhất là các dự án động lực, đã khởi công thực hiện được 9 trên 32 dự án, thống nhất chủ trương đầu tư 16 trên 32 dự án khớp nối hạ tầng, giao thông, giải quyết ngập úng, tạo cảnh quan đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị loại 1. Lãnh đạo thành phố cũng đã liên tục kiểm tra trực tiếp tại thực địa, đôn đốc kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đặc biệt, trong năm 2022, thành phố cũng đã đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa đầu tư 60 dự án mở rộng, nâng cấp đường liên thôn, liên xã, khớp nối hạ tầng xã phường, kinh phí gần 74,5 tỷ đồng. Tiêu biểu có dự án đường Bình Hòa – Ngọc Bích, đường ngã ba Bà Tá đi An Hà, đường nối quốc lộ 40B đi Tân Phú. Cái nghị quyết 269 của Hội đồng thành phố đối với các xã phường trên địa bàn thành phố thì hoàn toàn là chính xác, hợp lòng dân, bởi vì nó có cơ hội nó mở ra để cho các cái vùng, các cái địa phương như Tâm Ngạc hoặc là xã nông thôn thì có cơ hội để tiếp cận được cơ chế để phát triển những con đường mang tính trục của đô thị. Đây là một chủ trương tôi cho rằng hoàn toàn là chính xác và nhân dân ủng hộ rất là tốt. Cụ thể là cái tuyến đường xã hóa, đường Bình Hòa Ngọc Bích thì mở từ năm mấy ra 11 mấy năm thì nhân dân cũng hiến đất hoàn toàn. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư trên địa bàn được quan tâm đẩy mạnh. Thành phố tiếp tục giải phóng mặt bằng và hỗ trợ hướng dẫn, phối hợp đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc, khu phố chợ Trường Xuân, khu dân cư An Phú. Kiện toàn tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố, xác lập danh mục 37 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2022-2025, đồng thời trực tiếp gặp gỡ, làm việc với một số nhà đầu tư lớn để xúc tiến. Đến nay, hầu hết quỹ đất trên địa bàn thành phố đã có nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu để đề xuất đầu tư các dự án.
Trong bối cảnh kinh tế xã hội của thành phố chịu nhiều ảnh hưởng bởi hậu Covid-19, nhưng với sự quyết tâm cao trong lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kết quả trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, nội chính, đối ngoại của thành phố ngày càng khởi sắc. Các hoạt động văn hóa, các giải thể thao quần chúng được tổ chức sôi nổi sau thời gian dài im ắng vì dịch bệnh. Tam Kỳ tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh lần thứ 9 với 63 huy chương, gồm 25 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 22 huy chương đồng. Thành phố cũng đã tổ chức ký kết kế hoạch liên tịch phát triển du lịch 3 địa phương Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, tạo tiền đề khai thác tiềm năng và tạo sự bứt phá trong phát triển du lịch ở phía nam của tỉnh. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách và người dân được đảm bảo. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được phát huy và khẳng định vai trò của thành phố tỉnh lỵ với thành tích cao về phong trào học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi. Ở mảng đối ngoại, tiếp tục ghi dấu ấn với sự hợp tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam COICA trong thực hiện dự án đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ. Cạnh đó, Tam Kỳ đã tổ chức thành công hội nghị thường niên với huyện Lạ Màm, tỉnh Sê Công, nước bạn Lào, đi đến thống nhất nội dung chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2024. Xác định là khâu đột phá được đẩy mạnh thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo, lĩnh vực cải cách hành chính đã được thành phố chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chú trọng phân cấp ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, duy trì triển khai điểm tiếp nhận 100% dịch vụ công trực tuyến 2 ngày trên tuần, tập trung thúc đẩy công tác chuyển đổi số thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho người dân, tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số Quốc gia và khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh IOC. Thế thì gia đình thì cũng rất có nhiều nhu cầu lắm, nhưng mà bây giờ thì thấy sự tiện lợi quá, mình chuyển tiền điện, tiền nước, rồi thanh toán các mạng internet, đa số là dùng cái này, cho nên là thấy có cái này nó cũng tiện lợi. Qua hướng dẫn như thế về thì rất là sử dụng cũng dễ thôi, và mình thấy thì đứa trẻ giờ làm được, mình cố gắng mình làm thì cũng được thôi, không có gì. Tới thì là mình hệ thống máy thì rất tiện lợi hơn, ví dụ như mình biết cái thông tin cái ngày hạn của mình trong thông tin trên cái hệ thống cổng thông tin điện tử mình rồi cập nhật thông tin thì mình lấy những cái nó sẽ thuận lợi rất nhiều hơn cái giấy tờ mình chạy tới chạy lui cho phiền phức hơn. Mặc dù vẫn còn 3 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội gồm giá trị sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách và thôn khối phố đạt chuẩn văn hóa chưa đạt, nhưng với những kết quả nêu ở trên đã cho thấy những nỗ lực vượt bậc của thành phố khi vừa tập trung kiểm soát dịch bệnh COVID-19, vừa có sự linh hoạt, nhất quán, chủ động và quyết tâm trong điều hành, lãnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đây chính là tiền đề và cũng là nguồn động viên để đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vững tâm bước vào năm 2023 với việc nhận diện đúng những thử thách, khó khăn cùng cơ hội để tăng tốc, bứt phá, phát triển bền vững hơn. Năm 2022 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hậu dịch COVID-19, rồi các dịch bệnh cũng như thiên tai diễn ra trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong năm 2022, các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, thành phố đã đạt được nhiều kết quả hết sức tốt đẹp. Để có được kết quả của năm 2022, đó có thể khẳng định đó là sự chỉ đạo đồng bộ của Ban chấp hành đảng bộ thành phố cùng với sự giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Kỳ và cái sự nỗ lực phấn đấu tập trung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân và tổ chức thực hiện của các phòng ban của thành phố và đến các xã phường. Năm 2023, chúng tôi quyết tâm rà soát lại toàn bộ các những vấn đề mà người dân đang được quan tâm, những vấn đề tồn tại hạn chế của thành phố trong thời gian qua như khớp nối hạ tầng đô thị, như phòng chống ngập lụt, tiếp tục tạo cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất, tiếp tục thu hút đầu tư và đặc biệt
chúng tôi làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để có những dự án quan trọng được triển khai trên địa bàn thành phố. Và để làm được những kết quả của năm 2023, chúng tôi rất mong có sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Và với thành phố, chúng tôi sẽ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc mà đã được Ban chấp hành Đảng bộ cũng như Đại hội đồng nhân dân thành phố đã quyết nghị cho năm 2023 với sự quyết tâm cao nhất. Trước mắt, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn khó lường. Những biến động của nền kinh tế thế giới và thay đổi trong chính sách phát triển kinh tế trong nước sẽ có những tác động không nhỏ. Khó khăn, thách thức đã được nhận diện cùng với những kết quả đạt được trong năm 2022. Bài học kinh nghiệm được rút ra và những cơ chế quan tâm từ phía tỉnh sẽ là nguồn động lực quan trọng để Tam Kỳ tự tin bước vào năm 2023 với quyết tâm cao nhất.